không ấy. Sợ bán hứa, chưa dám cầm tiền. Này đến Tết là vừa đẹp. À, lên màu đang lên màu. Của anh vẫn xanh nhỉ? Của anh xanh mà. Cây xanh này đã. Dưới này quả hết rồi, gieo hết rồi đây. Toàn nho thôi. Toàn nho thôi. Anh em mới ghép cải tạo là. Chú ơi, có đi xem camping anh đưa chú lên xem đi cùng với anh. Vâng vâng. Vâng vâng. Cùng đoàn luôn cho nó. Ừ, chục năm rồi còn gì nữa, cây bưởi em bưởi tiến rồi, trước em xuống đây mua ấy, 60 cây, có như này, có thêm cây đơ mắt đơ không? Đâu không? Ăn xong nhá ông nhá, ăn xong là con nghỉ, ăn xong phát là ăn xong quả phát là cắt dẹp tới đây đi, để cho cây nó khỏe, mình không tham không bắt lại nữa, ăn xong cắt nghỉ hết, toàn bộ bấm theo đồ cành này hết để nghỉ, dưỡng lại cây làm lại lộc mới, bắt đầu là chiến đấu tiếp. Để sang năm hứa hẹn một năm tới. Nghỉ một năm. Bắt buộc phải nghỉ, không nghỉ không được. Nếu cây này bắt lại thì không được bao nhiêu tiền. Bắt lại dưới vườn này khoảng 20 tấn, bắt lại chỉ được khoảng 5-7 tấn thôi. Thì bán ra 25 nghìn. Thì đằng nào hơn? Để sang năm mình mới thấy cơ nó còn hỏng. Làm cho một phát, cho nên là hai bát úp một, cơm ăn gạo còn đấy. Đi úp cho khác, úp cho khác. Một năm đấy đi chơi. Ừ, đi chơi. Tiêu tiền. Không có chút xoay vòng cũng không được làm thế không ạ? À? Cho nó nghỉ một năm. Phải cho nó nghỉ, kể cả không có. Không được phép làm thế làm càn. Làm càn. Bấm rồi. Nếu cắt quả cho cắt thoải mái, mà thích cắt đôi cắt. Nhưng mà xong mình phải chỉnh sau, xong rồi mình bấm tới đây. Ví dụ như anh chỉnh, anh. Không, bấm tới đây thôi, bấm tới đây phải để những cái cành này cho thở. Đừng bấm dọn sạch hết, bấm cái cành to này thôi. Cho thở. Đấy, đừng có mà này. Để cho nó cành thở để nuôi, để cây nó nuôi đi. Hiểu chưa? Mình cắt cụt đi lấy đâu ra, lấy nó chết mẹ nó mất. Cụt chân rồi còn đi kiểu cụt đéo. Chân đi kiểu đéo. Chân đi kiểu đéo. Đúng rồi, vườn nho này không phải nho. Trồng nho hay trồng sung. Vườn nho hay trồng sung này. Tung trồng sung chứ cảnh. Vườn sai rồi. Trồng nho thì lại ở làng lạc. Cam này là hấp của mình. Số to này là anh có khoảng bao nhiêu cây? Của anh có hơn 100 cây. Còn sung ngày xưa chúng có hạ trồng cam là 200 cây thôi. Không có cây nào là... Chú cứ đi tìm được cái cây nào nó lệch như này thì anh cho không cái vườn này. Cũng đẹp. 10 cây như 10. Ôm ông xem cam bình chưa? Bây giờ đưa ông lên xem cam bình. Ông ơi, theo đến. Nếu ông nào muốn cam bình thì phải theo tôi. Đấy là vườn này vườn của cháu. Cách cái vườn này đã khác rồi. Vườn này vườn của cháu. Chú vẫn bán 20 của tôi thế này. Chú đã Tết, bây giờ cam bình của chú vẫn bán. Cam bình ở tới đây ghép sang cam bình hết. Rồi đây là cây này, cây còn vườn đằng sáu. Đây cao nhà này. Anh nó còn cứu nữa. Cao này là cao đằng sáu. Đây của anh vẫn còn. Em xuống em hỏi à. Anh ấy có gấp không? Được, chết em rồi. Tới này lúc nào ghép? Không. Nếu mà cam ghép chứ, ghép thở nên là ghép đừng có mà tiếp mấy cái đồng thì ghép. Làm ăn lớn là phải mình phải dám hy sinh. Phải gọi cho anh, anh khác nhiều người đấy, ghép lên phải lên. Nó sợ lên. Xong anh tư vấn cho em. Anh phải tư vấn cho em ghép thế nào. Làm thế có thầy nếu mày làm được lên. Ghép theo ý anh ý. Ghép lại hỏng mẹ nó hết. Cho nó chín là cho nó chín. Cho nó xanh là được nó xanh. Nhìn hàng này cây này khác chưa? Đấy, anh cho nó chín nó là nó cho nó chín mà cho nó xanh là nó ở xanh. Nhìn cam vinh của tôi này. Hàng này khác chưa? Khác với trời. Nhìn lá. Á? Từ mới mở đi. Đây, phải sáng đây. Đấy. Trông mã đẹp vinh thế này hả? Đây của thằng cháu mình. Vườn kia nó không biết cam chú ma gâu anh. Vườn này vườn là cháu. Cháu nó không được của anh dùng vậy. Không. Đây là dùng phân hóa học. Phân hóa học. Đấy, cam vinh đấy. Cái này không phải cam nhựa đâu, cam thật đấy. Cam nhựa. Không phải nhựa đâu. Đây là thực tế đấy, đây là thực tế sản phẩm này anh làm đấy em ạ. Đấy. Em nhìn đấy. Kiếp quá. Em nhìn kiếp. Anh ghép gốc bưởi. Anh dòng cam muộn à? Cam này cam muộn. Cam như năm nay là giá như này. Này, vườn cam vinh này chưa ai biết ở làng này, chưa ai biết có vườn cam vinh này. Chưa cho ai biết. Đúng rồi. Tầm mùng 10 tháng 12 bắt đầu mới cho biết, cho thợ biết. Mà sao nó xanh như này được anh? Ô, do là mình em. Do là mình cho nó ăn mà em. Mình thích nó xanh thì cho nó xanh. Mình giữ nó xanh. Giữ xanh đây này.
Rễ cam của anh nổi hết lên này, giờ nhìn. Bưởi cam nổi hết, nhô lên hết. Đấy. Cái này mà anh bỏ cam Vinh đi, anh bắt... Đấy, xong anh ghép cam chuyển sang cam đường hết. Chuyển cam... Đấy là chuyển cam đường hết. Tiền còn biết để ở đâu. Chưa làm gì được, nhưng mà con nợ vẫn nhiều lắm. Đòi nhiều. Chưa đi đêm được em ạ. Năm nay không phải đi đêm rồi. Đi ban ngày. Đấy, thế này thôi. Cần gì tươi.